Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa nhiều dòng trong Excel Thì để xóa nhiều dòng á Tôi sẽ chia ra làm hai trường hợp Trường hợp đầu tiên là Xóa nhiều dòng liên tục gần kề nhau Và trường hợp số 2 là Xóa nhiều dòng không liên tục Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trường hợp đầu tiên Tức là xóa nhiều dòng liên tục gần kề nhau Giờ như ở đây Tôi có một bảng dữ liệu Bây giờ tôi muốn là Xóa ba dòng đầu tiên Tức là dòng 1, dòng 2 và dòng 3 Thì ba dòng này á nó liên tục gần kề nhau thì để xóa ba dòng này á thì đầu tiên á tôi phải quét chọn được ba dòng mà tôi muốn xóa. Thì cách quét chọn như sau này. Thì dòng đầu tiên á tương ứng với số tự là 11 ở ngoài này, tôi chọn vào. Thì lúc này á dòng đầu tiên nó sẽ được quét chọn. Tiếp theo đây, tôi giữ phím Shift và chọn vào dòng số 3. Tương ứng với số tự 13 bên ngoài này, tôi chọn vào. Thì lúc này á ba dòng sẽ được quét chọn. Sau đó ở đây, tôi sẽ bấm phải chuột vào vùng mà tôi vừa quét chọn và tôi chọn vào delete thì lập tức á ba dòng một hai ba nó sẽ xóa đi thì đó là cách đầu tiên tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai giả sử như ở đây tôi muốn là xóa từ dòng 16 tới dòng 20 này thì tương ứng với dòng số 16 là dòng số 23 bên ngoài này tôi chọn vào thì lúc này á dòng 16 sẽ được các chọn tiếp theo đây tôi giữ phím Shift và chọn vào dòng cuối cùng tức là dòng 27 này tôi chọn vào thì lúc này á các dòng mà tôi muốn xóa nó sẽ được quyết chọn sau đó ở đây tôi sẽ vào tóc hồng chọn vào delete tiếp theo tôi sẽ chọn vào delete ship round thì lập tức các dòng mà tôi vừa quyết chọn nó sẽ bị xóa đi đó là cách thứ hai rồi tương tự đây tôi muốn là xóa từ dòng 4 tới dòng 10 thì tôi cũng chọn vào dòng 4 này bấm vào số tự bên ngoài sau đó giữ phím ship chọn vào dòng thứ 10 tương ứng với số tự 17 này chọn vào thì các dòng từ dòng 4 Thế dòng 10 sẽ được kích chọn Bấm phải chuột Chọn vào Delete Thì các dòng mà bạn vừa có chọn Nó sẽ bị xóa đi Rồi bây giờ tôi sẽ undo qua trở lại Đó là trường hợp đầu tiên Tức là Xóa nhiều dòng liên tục gần kê Thì chúng ta sẽ tiến hành là Chọn vào dòng đầu tiên Sau đó giữ phím shift Và chọn vào dòng cuối cùng Tiếp theo Bấm phải chuột Và chọn delete là xong Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua trường hợp số 2 Là xóa nhiều dòng không liên tục Giả sử như ở đây Tôi muốn là xóa các dòng như là 1, 3, 5, 7 Thì tôi sẽ làm như sau Tương ứng với dòng số 1 Là thứ tự 11 bên ngoài Tôi chọn vào này Sau đó ở đây tôi sẽ giữ phím quần Chọn vào dòng số 3 Tương ứng với số 13 bên ngoài này đó Tiếp theo là 5 và 7 Nhớ nha Các bạn chúng ta chọn các dòng không liên tục á thì chúng ta sẽ giữ phím control để chúng ta chọn. Sau đó ở đây, tôi sẽ bấm phải chuột tạo một dòng bất kỳ mà tôi vừa quét chọn Tiếp theo tôi sẽ chọn vào Delete. Thì các dòng mà tôi vừa có chọn á, nó sẽ bị xóa đi. Rồi giả sử như ở đây, tôi muốn làm xóa các dòng như là 8, 10, 12. Thì tôi sẽ làm như sau này. Chọn vào dòng số 8 này, giữ phím Ctrl, chọn vào dòng số 10. Tiếp theo giữ phím Ctrl, chọn vào dòng số 12. Sau đó bấm phải chuột tại một dòng bất kỳ mà bạn vừa có chọn và chọn vào delete thì nó sẽ xóa đi và các bạn lưu ý nha muốn xóa các dòng liên tục thì nhớ giữ phím ship này chọn vào dòng đầu tiên giữ phím ship chọn vào dòng cuối cùng còn muốn xóa các dòng không liên tục á chọn vào dòng đầu tiên này giữ phím còn sau đó chọn vào các dòng mà bạn muốn xóa đó tiếp theo bấm phải chuột vào và chọn vào delete thì nó sẽ xóa nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách xóa nhiều dòng trong Excel nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.